chào mọi người đã đến với một ngày mới hôm nay. Bây giờ hiện tại mình đang có mặt tại sông Krông Anna các bạn nhé. Đây, sông Krông Anna tại xã Phúc Tría, chất tục các bạn nhé. Đây, cánh đồng đằng sau mình đều đã chín vàng nhé. Hôm nay mình có dịp đi làm thuê các bạn, đi vác lúa. Rồi người ta đang cắt bên kia các bạn. Đây, đây. Có cái xe đang cắt bên kia. Giờ mình đợi người ta cắt xong một chuyến là xe chạy vô vác lên xe các bạn. Cánh đồng xong rất đẹp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cánh đồng bao la nha. Ok, bên kia là xe đang cắt các bạn nhé. Còn đây là xe chở lúa nè. Bây giờ trời rất là âm u nha các bạn, như là trời sắp mưa các bạn ạ. Ngôi sao là mình nhờ vác xong trời mưa là ok, tại vì chỗ này là có 2 hect, 5 người mình vác nhé. Anh em đang ở trong cái lều kia. Đây, chỗ đây là vùng lúa bao la. Nói chung là khu chỗ này là toàn là lúa các bạn nhé. Này thì giáp sông Krông Anna luôn này, bên kia cũng là lúa, vừa lúa vừa bắp. Đây là lúa Ester nhé, đây là lúa Ester. Đang chuẩn bị vác này, bốc vác chở lúa bên kia. Hôm nay có anh em mình 5 anh em kia bốc vác nha. Cảm giác trời như sắp mưa rồi các bạn, như mình thấy một vài giọt mưa rồi. Giờ anh em mình qua bên kia xem thế nào, bốc vác. Chúng ở đây người ta làm đầy đủ thứ các bạn, nào là khoai, nào là mì, nào là lúa rốt, lúa nước. Nhìn cánh đồng ở đây thật là mênh mông. Nếu mà mình có flycam mình quay từ trên cao xuống là chắc đẹp lắm các bạn.